Ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc liên hoan lưu động toàn tỉnh năm 2024 thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể liên hoan, Vị Xuyên là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Hà Giang, có 19 dân tộc cùng chung sống với sự đa dạng giao thoa của nhiều văn hóa các dân tộc như Kinh, Tày, Mông, Giao, Nùng. Mỗi dân tộc có một nếp sống sinh hoạt và tập tục khác nhau, có đặc thù riêng về trang phục và nét văn hóa đặc trưng truyền thống với tính thẩm mỹ, tạo ra một nền văn hóa hấp dẫn về văn hóa các dân tộc. Mỗi bản làng, địa danh của Vị Xuyên đều gắn liền với cuộc sống văn hóa từng cộng đồng dân tộc rất rõ nét và đáng trân trọng. Đến với Vị Xuyên, quý vị sẽ được hòa mình vào các làn điệu văn hóa dân gian, các lễ hội đặc sắc như hát then, hát cọi của dân tộc Tày, Nùng, lễ hội gầu tàu của dân tộc Mông, lễ hội nhảy lửa, lễ hội cấp sắc hay hát báo dung của dân tộc Giao. Và ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không gian văn hóa các dân tộc huyện Vị Xuyên qua chương trình tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động của huyện Vị Xuyên. Với chủ đề Âm vang núi rừng, chương trình sử dụng các tác phẩm Tốt nữ bài hát Vị Xuyên mùa hoa đào, múa độc lập nhịp xuân bản Giao, hát múa tốp ca nam nữ Hà Giang nhớ ơn Bác Hồ của các tác giả Lưu Ba, Ngô Sĩ Tùng, âm nhạc dân tộc Giao, biên đạo Hồng Trang, biểu diễn các nam nữ diễn viên đội tuyên truyền lưu động huyện Vị Xuyên. Xuân về suối hát bên cánh rừng, Vị Xuyên mùa xuân sang, đất
sáng mê sáng mê quái à. Ôi bu 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 đăng ôi thả đi con thả bu đê à mu thì à mu thì tha tải nai mu hê hê. Bye.
Đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 3 năm 1961, cách đây 63 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm và càng tự hào hơn khi được Bác Hồ tặng 8 lời căn dặn. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam để đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang vươn lên dựng xây cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hà Giang cực Bắc biên cương, muôn hoa khoe sắc đón người lên thăm. Biên cương nhớ Bác ngàn năm, lời người vang vọng đời đời khắc ghi. Bye.
Kính thưa toàn thể quý vị, thực hiện chỉ thị số 09 CDTU ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang và nghị quyết số 27 NQTU ngày 1 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vị Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 và nghị quyết số 27. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo 1. Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 1462. Báo cáo tổng kết năm 2023 đã cho thấy Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 kế hoạch. Ban chỉ đạo 1462 đã tham mưu ban hành 3 kết luận, 3 kế hoạch, 5 công văn, 16 báo cáo. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành 2 kế hoạch chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 09 và nghị quyết số 27. Cùng với đó, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện chỉ thị số 09 và 1 năm thực hiện nghị quyết số 27 và 2 năm thực hiện chỉ thị số 09 gắn với biểu dương khen thưởng cho 24 tập thể, 38 cá nhân. Cấp tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Cấp huyện tặng giấy khen cho 21 tập thể, 33 cá nhân. Cùng với đó, các tổ chức chính trị, xã hội, mặt trận tổ quốc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như tổ chức các hội nghị, hội thi, tuyên truyền tại sinh hoạt, tại các buổi sinh hoạt ở chi bộ, ở các tổ chức đoàn thể, thôn, tổ, dân phố, tuyên truyền bằng trực quan, pano, khẩu hiệu qua hệ thống phát thanh truyền hình, tuyên truyền trong các lễ hội hay tuyên truyền trong các chợ phiên, loa phát thanh, tuyên truyền trong các trường học. Cụ thể hóa, triển khai kế hoạch số 03, kế hoạch Ban chỉ đạo tỉnh ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Ban chỉ đạo 443 tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân năm 2024. Ban chỉ đạo 443 huyện đã xây dựng ban hành kế hoạch chỉ đạo đến các chi, đảng bộ trực thuộc, chỉ đạo mục tiêu cụ thể trong năm 2024. Tổng số 76 mô hình được xây dựng trong các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội. Về kết quả, trong toàn huyện đã tổ chức được 1.429 cuộc họp hội nghị, thu hút được 79.500 lượt người tham gia, tổ chức được 1.155 cuộc họp tuyên truyền trên 65.000 lượt người tham dự. Tuyên truyền tại các chợ phiên, loa phát thanh được 791 lượt, đăng tải được 846 tin bài trên các hệ thống trang fanpage, Zalo, Facebook và 76 mô hình được xây dựng trong các tổ dân phố, thôn và các tổ chức đoàn thể. Đối với việc cưới trong đầu năm 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã có 310 cặp đăng ký kết hôn và thực hiện việc cưới trong vòng 1 ngày và các cặp đôi đều được tổ chức đăng ký kết hôn trước khi cưới, thực hiện nếp sống văn minh. Đối với việc tang, có 296 đám ma được tổ chức và các đám tang được tổ chức không quá 48 tiếng. Không giết mổ nhiều gia súc, hình thức cúng viếng từng bước được giảm dần, thực hiện theo đúng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, các lễ hội được duy trì và phát triển. 261 trên 261 thôn, tổ dân phố đã đưa nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước của thôn. Nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kính thưa toàn thể quý vị, tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Vị Xuyên nói riêng đã xác định việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân là việc làm thường xuyên, liên tục, hiệu quả và bền vững. Việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân gắn với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc tốt đẹp của các dân tộc nhằm thực hiện hóa mục tiêu đề án phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phát triển du lịch và giảm nghèo bền vững. Kính thưa toàn thể liên hoan,
những hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu của một số dân tộc thiểu số đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tư duy, nhận thức còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Cùng với đó, một số hủ tục, phong tục tập quán đã lưu truyền từ nhiều thế hệ trong các dòng họ, nhất là trong lĩnh vực tâm linh, tín ngưỡng. Và một trong những giải pháp quan trọng mà huyện Vị Xuyên đã thực hiện trong thời gian qua là tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, các chương trình của Trung ương, của tỉnh nhằm thực hiện hóa xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Và sau đây, đội tuyên truyền lưu động huyện Vị Xuyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thông tin có tựa đề Suýt chết oan. Kịch bản và đạo diễn Hồng Hạnh với sự tham gia của các diễn viên Văn Yên trong vai ông Tăng, Hồng Hạnh trong vai bà trưởng vợ ông Tăng, Thanh Bình trong vai ông Dần, thầy cúng, Trần Quang trong vai ông Thành, phó chủ tịch mặt trận xã, Bảo Thoa trong vai chị Toa, bạn con trai ông Tăng, Minh Chuẩn trong vai Dần, con trai ông Tăng. Và sau đây, câu chuyện thông tin xin phép được bắt đầu. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Tăng. Hai ông bà tăng trưởng đang cãi nhau về chuyện cúng bái vì con ốm. Đã mời thầy đến cúng mấy lần mà bệnh ngày càng nặng. Hai ông bà bàn bạc cúng tiếp cho khỏi bệnh mới thôi. Ông Tăng ơi! Ô, ông Tăng ra đây đây! Ra đây tôi bảo cái này đây! Tôi bảo cái này này! Này bây giờ lại! Bảo là thôi! Không cúng nữa! Cúng 2-3 lần rồi có khỏi được đâu. Cúng được, ông không cúng là không được đâu. Con ma này là nó đói lắm. Ông cúng 2-3 lần rồi không được nha. Thế bây giờ là phải cúng 4-5-6 lần. Nhiều lần vào, nhiều lần là khác được. Ôi, mỗi lần cúng mất bao nhiêu là tiền. Bán cá trâu, cá lợn lấy tiền cho thằng thầy cúng. Mà lần nào nó cũng bảo là ít. Ông mà không cúng cho nó nhá, mai nó mà làm sao, nó mà chết nhá, không có ai thờ cúng đâu. Cái mồm... Tao có biết, tao hết người rồi. Cái mồm bà độc lắm, con trai tôi làm sao mà chết được. Còn ruộng đất, rừng cây ao cá của tôi, nó phải giữ cho tổ tiên nhà mình chứ. Đấy, thế mà lại còn là tiếc tiền hơn là tiếc con trai mình đấy. Không cúng cho nó nhá, con mang nó về. Con bà nó về, nó làm chết con mình bà, đấy. Bà còn nói câu nữa tôi đánh vào cái mồm bà đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhanh chạy vào xem con như nào rồi, nhanh lên. Mẹ đấy con ơi, làm sao rồi? Ôi con ơi, làm sao rồi? Con ơi, mẹ, gọi thầy cũng về nhanh. Con ba lại về rồi, gọi đi. Lại cúng à? Cúng thôi. Ôi. Nhanh lên. Ôi. Gọi nhanh lên. Alo, thầy cúng rồi nè. Hôm nay con ma bột mép lại về con trai tôi rồi. Ông về đây nhanh lên cúng, đuổi con ma đi ngay, nhanh nhá. Bà bảo thầy cúng là lấy cái xe máy lốp xích để đi. Xe máy lốp xích nhá. Đấy, phải đi cái xe máy lốp xích mới được, không là không kịp được đâu. Chú Tỏ hay bác ạ? Cháu đó, cháu à. Hay bác ơi, nhà mình có chuyện gì thế ạ? Ôi, cháu Toàn đây rồi. Hôm nay con ma bột mét lại về con trai bác rồi, làm cho thằng con trai bác cứng hết cả người lên, phó hết cả bột mép ra rồi. Để cháu vào xem bạn như thế nào ạ? Đi vào xem. Bạn này cháu ơi. Dạ. Bác mời thầy cúng về rồi. Ý thầy về đây là hộ bác đưa thằng Dần ra đây. Để thầy xem con ma gì, thầy đuổi nó đi nhá. Đúng không ạ? Đấy, đi vào xem con. Ôi, ôi, thầy cúng gì mà đi rón rã rón rén, lén lút như thằng ăn cắp thế. Cái mồm mày, mày nói thầy như thế. Vâng, nó đang ở trong buồng. Bà trưởng ơi! Ôi! Đưa con ra đây nhanh lên để thầy xem con ma gì, thầy bắt nó đi. Ôi, về đây, thầy ơi, thầy về rồi à. Ui, con nhanh lên. Khổ lắm mai. Ui, con ơi. Lấy đồ. Lấy đồ. Lấy về đây thầy ơi. Lên. Thắp hương rồi. Trời
Cẩn sĩ tàu tài thành lệnh cái cún có đi tranh tàu nhất tàng tỏ thắn dặn thầy sĩ đi chui kia sau để khắp đi thiệu lập nhất niệm mạnh dáng quay đây dáng on lù đền thảm nhiệm mạnh dáng tranh tổng thanh nam tham nhột cháu khảm tính mạng tết hí diện sọc khen hồn tái thôi khắp san niệm tham nhột cháu thảm sạt đi đáo hồn đài đơn. Nhiều bạc quá, mà rừng mà núi mà suối mà sông mà chó mà gà. Lấy cái đĩa về đây. Đây thầy. Ôi, con ma nhiều quá. Con ma này là ma này là phải soi mới thấy được. Không soi không thấy được con ma này rồi. Lấy cái đèn pin về soi đi. Không phải. Con ma này là phải soi bằng tiền. Lấy tiền này. Tiền. Mà. Anh lên. Tiền đấy. Đây một tiền đấy. Mở lắm, thêm tiền về. Hai tiền đây. Mày đưa đây. Này, ui, cái màn sạp ở màn ấy để màn tủ tề màn. Về sau. Về. Bác sĩ tàu tài thành lệnh cái cuốn đâu rồi. Cái màn, sắp bảo màn, ai đem màn, tụ tới màn. Lấy nước thần về, nhanh. Lấy nước thần về. Đây. Ui, làm từ từ hả mồm con đấy. Từ từ thôi. Ý, không được rồi, con ma này là tham tiền lắm. Lại còn tham nước nữa. Ôi, bị sao rồi? Bị sao rồi, sao bọt mép cơ con. Ôi, gì thế này? À, anh Thành đây rồi. Ai về đấy? Đây là bạn Dần, bạn của em ạ. Ma đang bị ốm nặng này ạ. Thầy cúng đang cúng đuổi ma đấy anh ạ. Trời ơi, nóng sốt cao như thế này còn cúng cái gì? Đưa bạn ấy đi viện đi. Này, mày là thằng nào? Tao lấy con ma sắp già rồi, mày lại lấy con ma về. Mày là thằng nào? Dạ, đây là anh Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã ta đấy bác ạ. Tôi có việc đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng ồn ào gào khóc nên tôi vào đây xem. Hiện nay người bệnh đang rất là sốt và nóng. Tôi đề nghị hai bác là đưa em nó đi viện đi. Đang cúng mày lại đi viện. Thầy, cúng tiếp đi. Phải cúng chứ. Thôi, cúng cái gì nữa, đưa đi viện ngay nhanh lên. Đi viện bằng cái gì bây giờ? Đi kiểu gì? Taxi ôm. Taxi ôm à? Gọi đi. Đây. Alo, taxi à? Đến ngay ngã ba Củ Luông, đưa người ôm đi bệnh viện ngay nhanh nha. Cháu hộ bác đưa thằng Giật ra ngoài nhanh lên. Lên đi. Đi nào. Nhanh lên. Sao bên này mới phải mà. Bên này mới phải. Nhanh lên, xe sắp đến ngã ba rồi đây. Ở nhà đi. Trong nhà cho tôi đi lên về trước nhá. Nhốt con gà vào. Cứ lên này đi. Cũng 2-3 lần rồi vẫn không khỏi được. Ôi, mỗi lần cũng mất bao nhiêu là tiền cũng không khỏi được. Ông Tăng, lấy tiền tôi về. Tiền cái gì mà tiền? Lần trước cũng đã lấy của tôi 5 triệu đồng và đôi gà sống thiến rồi. Cũng có khỏi được đâu. Này, theo quy định của thầy cúng tao, cúng lần nào là phải có tiền lần đấy, cúng lần nào là phải có lễ lần đấy. Này nha, tình cảm thì còn lăng nhằng gian díu được, còn tiền nong là phải song hẳn. Song phẳng à bác? Bác Tăng ạ, em Dần nhà mình may mà còn được đưa đi viện kịp thời đấy. Nếu không là nguy hiểm đến tính mạng rồi. May mà đến viện các bác sĩ tiêm thuốc và dùng thuốc, bây giờ cháu nó mới đỡ đấy. Ôi, cảm ơn đồng chí Mặt
Trần xã, không có đồng chí cán bộ, bây giờ không biết con tôi như thế nào rồi. Ông Dồn đứng lại. À, dạo này có nhiều nhà gọi ông đi cúng không? Mà ông cũng có vẻ là có tiếng về cúng ma đấy nhở? Ừ, này, tháng 10, 15 đám, mình á, bắt ma có uy tín lắm. Ôi, có bắt được. Thế thì lương của ông một tháng là 100 triệu à? Làm ôi, gì, có quá. Lúc con ma ít, có lúc còn mà nhiều, bù cho nhau thì một tháng cũng chỉ được 50 thôi. Ôi rồi ôi, thế lương của ông gấp đôi lương đại tướng rồi đấy. Mà ông rồi này, ông đi hành nghề thầy cúng này thì ông có giấy phép hành nghề không? Có. Nhưng mà thầy cúng đi cần gì giấy phép? Thảo nào trong danh sách hội nghệ nhân trong toàn xã, tôi không thấy có tên ông. À, không có giấy tờ, giấy phép gì mà dám đi cúng, lếu nào. Như thế là người ta gọi là tham nhũng vặt đấy. Mà mỗi lần ông đi cúng, lấy nhiều tiền, nhiều lễ của người ta là phạm vào tội, đi tù ấy. Mà tù treo ông lên này, không được tù ngồi đâu. Mà theo các quy định mới bây giờ ấy, thì thầy cúng một đám ma, thì tiền công không lấy quá 1 triệu đồng. Và các cuộc cúng khác, không lấy quá 500.000 đồng đấy ông ạ. Đấy, ông nghe thấy chưa? Mỗi lần ông đi cúng, lấy nhiều tiền, nhiều lễ của người ta như thế là tham nhũng đấy, ông có biết không? Ai nói mà tôi biết? Ông Dồn ạ, hiện nay tất cả chúng ta đang thực hiện theo chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng về bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta, và nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bài trừ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Vậy việc ông đi cúng và lấy tiền công cao như vậy là vi phạm vào chỉ thị, vào nghị quyết của tỉnh mình đấy ông ạ. Các bác ơi, may quá, bọn cháu khỏe lại rồi ạ. Các bác sĩ bảo là bạn Dần bị bệnh động kinh, chỉ cần uống thuốc, tiêm truyền và điều trị đều đặn là sẽ khỏe thôi ạ. Wow, tốt quá. Thấy chưa? Tao bắt con ma đi thì nó mới khỏi, còn không nó còn chết rồi. Định cướp công tao à? Ông Thăng, lấy tiền tôi về. Ông Dồn này, ông nói sai rồi. Bạn Dần khỏi bệnh là do các bác sĩ tiêm truyền và uống thuốc thì mới khỏe đấy ạ, chứ không phải do ma làm đâu ạ. Từ bé đến giờ, cháu chưa nhìn thấy đầu đuôi con ma nó ra làm sao cả. Cháu cũng chẳng tin cúng mà khỏi bệnh. Cơ mà, lừa dân lấy tiền đấy ạ. Ôi, cháu Tòa nói đúng đấy. Bây giờ, bác cũng không tin vào cúng bái nữa đâu. Bây giờ ốm đau phải đi bệnh viện, uống thuốc, tiêm truyền, điều trị mới khỏi được. Bác nói đúng rồi ạ. Hiện nay ở xã mình đang tuyên truyền những văn bản mới theo quy định của pháp luật về việc xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bỏ dần việc cúng bái, tốn tiền tốn của nhân dân đấy các bác ạ. Mà ông Dồn này, nếu như ông còn muốn tiếp tục hành nghề thầy cúng ấy, thì ông phải lên Ủy ban Nhân dân xã xin giấy phép hành nghề và ký kết các biên bản không lấy tiền công cao. Ông có làm được không? Ký thì ký thôi, sợ cái gì? Thế ông có nhất trí ký không? Có, tôi nhất trí ký. Tôi sẽ thực hiện đúng quy ước, hương ước của làm của bạn. Sẽ không vi phạm pháp luật. Tốt rồi. Quá. Ôi, con về rồi. Đây, đi bệnh viện về là bác sĩ điều trị cho là khỏi luôn. Tốt lắm rồi. Mọi người ơi, bây giờ đi bệnh viện là không mất tiền thuốc này, không mất tiền ăn. Đi ra viện lại còn được cầm tiền mang về đấy. Tốt lắm. Bây giờ nha, đảng mình này, nhà nước mình này quan tâm đến nhân dân lắm, lo cho nhân dân mình nhiều lắm. Tốt lắm rồi đấy. Thằng con trai tôi đi về là khỏe này, đẹp lắm rồi đây này. Ui, đẹp quá. Mọi người ơi, bây giờ ốm đau, không cúng nữa. Mà phải đi bệnh viện, uống thuốc, tiêm truyền và điều trị mới khỏi được bà con à. Như thằng con trai của tôi đây. Xin chế hoàn. Cao hơn vui, mắt em cười trong nhà nước đẹp sao? Về quê với ngôi sao, cùng mình quê hương mình. Sương sáng nắng gió
Vị Xuyên xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được thay mặt cho anh chị em nam nữ diễn viên trong đoàn trân trọng gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.